tiến lên bàn thánh, con tiến lên bàn thánh Chúa, dâng lên của lễ tình yêu, dâng lên của lễ toàn thiên. Con linh mục, con nào có công chẳng gì mà dâng lên Chúa, con nào biết lấy gì để dâng thanh lễ mỗi ngày. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con tiến dâng lời kinh, con cất cao lời tụng ca, vinh danh Thiên Chúa là Cha, câu kinh vọng khắp gần xa. Con linh mục sớm chiều sống trong kinh nguyện, trọn niềm yêu mến chung lời với giao hồn, ngày đêm con tán dương Ngài. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng. Con sống vui đời ngôn sứ, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới, sứ điệp thánh ân của người, đèn soi tin đến cuối trời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời mục tử, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng người. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa, suốt đời khắc ghi ơn trời, lời ca cảm tạ một đời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng. Con linh mục sớm chiều sống trong kinh nguyện, trọn niềm yêu mến chung lời với giao hồn, ngày đêm con tán dương Ngài. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng.
đáp lại lời Chúa. Con sống vui đời ngộn xưa, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới. Sứ điệp thánh ân của người đèn soi tin đến cuối trời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời mục tư, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng người. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa. Suốt đời khắc ghi ơn trời, lời ca cảm tạ một đời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng. Sống vui đời ngôn xưa, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới. Sứ điệp thánh ân của người
đèn soi tiên đến cuối trời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời mục tư, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng người. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa, suốt đời khắc ghi ơn trời, lời ca cảm tạ một đời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời ngôn sứ, hăng say gửi đến ngàn dân yêu thương của Chúa từ nhân. Con linh mục đem lời Chúa cho muôn người và cho thế giới, sứ điệp thánh ân của người, đèn soi tiên đến cuối trời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Từng ngày con đáp lại lời Chúa, con sống vui đời mục tư, chăm lo hạnh phúc mọi người, hân hoan tiếp đón từng người. Con linh mục, con nguyện sống cho mọi người và cho Thiên Chúa, suốt đời khắc ghi ơn trời, lời ca cảm tạ một đời. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ân. Chúa đã gọi và đỡ. Thank you.
Nguyện xin sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta cùng hiệp nhau nơi thánh đài Thánh Vinh Sơn để chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh mẫu gương, một vị thánh thương người, một vị thánh rất là khiêm nhường và đặc biệt là một vị thánh được ơn làm phép lạ. Tất cả những tâm tình mỗi người chúng ta đến đây cũng đều mong muốn xin Thánh Vinh Sơn cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng ta, cho mỗi người chúng ta và cho tất cả anh em con cháu chúng ta đang làm ăn nơi xa được mọi ơn lành hồn xác. Đó là những ơn mà chúng ta cầu xin rất là có ý nghĩa cũng như là hợp lý. Vì vậy hôm nay chúng ta dâng tất cả những tâm tình của mỗi người chúng ta dâng lên Thánh Quan Thầy của chúng ta, tức là Quan Thầy của Hội Vinh Sơn, để xin Thánh Vinh Sơn cầu bầu cùng Chúa ban cho tất cả mỗi người chúng ta như ý xin hôm nay. Rồi chúng ta chúc mừng cho ban mới của Hội Vinh Sơn. Chúng ta cầu chúc cho ban mới sẽ dồi dào sức khỏe, tiếp tục cùng với tất cả anh chị em trong Hội Vinh Sơn chúng ta tiếp tục để phục vụ cho giáo hội, tức là cho giáo xứ chúng ta. Mỗi lần chúng ta đến với Thánh Vinh Sơn, chúng ta đều cầu mong cho Hội Vinh Sơn của chúng ta mỗi ngày một phát triển. Chúng ta cho cái đêm hôm nay cầu sự bình an tất cả cộng đoàn chúng ta, cho tất cả anh em chị em trong Hội Vinh Sơn, và cầu nguyện cho ân nhân thân nhân những người giúp của giúp công trong hội và thành viên chúng ta dâng kính lễ cho tất cả mỗi người chúng ta có ý xin trong lễ khấn hôm nay. Anh chị em đã nhìn nhận cho chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi hư rằng cùng Đức Chúa toàn năng. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
Rồi xin những người lớn ở phía bên ngoài, chúng ta làm gương cho các em thiếu nhi cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Vinh Sơn Linh Mục xuất hiện như sứ giả tin mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô gửi đến xét xử trần gian. Trong sách xuất hành, ngày ấy Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy đi xuống vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội ra đi ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê rồi sụp xuống nạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và lại xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như người đã đe. Đó là lời Chúa. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo nương đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như cho một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có thể những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ
thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân pháp thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ. Coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân. Tiếp đãi khách đến nhà, đó là lời Chúa. Hôm ấy, Đức Giê-xu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hòa đồng với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Trong những ngày qua, những ngày gần đây, chúng ta thấy thánh đài của Thánh Vinh Sơn của chúng ta sầm uất hẳn lên. Sầm uất bởi vì có nhiều người yêu mến Thánh Vinh Sơn. Rồi mọi năm thì chúng ta thấy thứ sáu trong mùa chay chúng ta đi viếng đánh giá, năm nay thì thêm khấn Thánh Vinh Sơn nữa. Vinh Sơn chúng ta cảm thấy ngồi bên ngoài thoải mái và chúng ta được chiêm ngắm chính Thánh Vinh Sơn, quan thầy không những của hội Vinh Sơn mà quan thầy của tất cả những anh em mang cái Thánh Vinh Sơn. Và như vậy không phải Thánh Vinh Sơn là quan thầy của hội không, mà của tất cả mỗi người chúng ta. Đây chúng ta đều là những người sùng kính Thánh Vinh Sơn. Và chúng ta thấy Thánh Vinh Sơn là một vị thánh rất đặc biệt. Và đối với Việt Nam, Thánh Vinh Sơn đã thường được khấn như vị thánh hay làm phép lạ. Nơi đâu người ta kính Thánh Vinh Sơn, các xứ các họ người ta đều thấy có những ơn đặc biệt. Và Thánh Vinh Sơn của chúng ta trước đây ngài cũng thấy tủi thân, ấy cũng thấy là bà con đi cũng bình thường. Rồi có nhiều người bảo dạo này thấy nhiều người đi qua toàn vui Thánh Vinh Sơn, ấy không biết lý do tại sao. Còn đi qua đi Thánh Vinh Sơn cúi rồi đứng lại chiêm ngắm Thánh Vinh Sơn hay là khấn Thánh Vinh Sơn thì không biết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có những điểm mà chúng ta có những cái để chúng ta quan tâm. Và cuộc đời vị Thánh Tông Đồ châu Âu này, vinh quang của giáo hội
vinh dự của dòng giảng thuyết này cũng rất lạ lùng. Ngài chào đời tại Valencia, nước Tây Ban Nha ngày 23 tháng 1 năm 1350. Luôn diễn giảng chính xác và hùng hồn một cách đáng ngạc nhiên, tức là Ngài đã giảng cho các bạn, các nhóm trẻ. Rồi 12 tuổi thánh nhân theo môn học triết học, rồi 14 tuổi học thần học. Người ta kể rằng vào lúc này đã một lần thánh nhân làm cho một đứa trẻ đã chết sống lại. Câu chuyện xảy ra khi những đứa bạn xấu đã bày trò chết giả và xin thánh Vinh Sơn thương giúp, tức là giả chết để mà trêu đùa thánh Vinh Sơn. Nhưng cái đứa giả chết thì lại chết thật, làm chúng rất kinh hoàng. Ấy, thằng bé mà mày nằm mày giả chết rồi, mai tí nữa ông Vinh Sơn đi qua để giống vẽ mặt ra. Rồi cái thằng bé kia giả đò nằm chết, đến lúc mà mấy đứa trẻ đến đá nó, động nó không thấy gì, sờ mũi nó không thấy thở nữa. Thế mà mấy thằng hú hồn hú vía, giả chết hóa ra chết thật. Nhưng đứa giả chết chết thật làm chúng kinh hoàng và đáp lời van xin khẩn thiết của chúng, tức là khi thánh Vinh Sơn đi qua, mấy đứa trẻ kia phải quỳ xuống van xin, xin ông cứu giúp thằng bé này, nó chết rồi. Thế thánh nhân đã cầu nguyện rồi cầm tay đứa trẻ vừa chết cho nó sống lại. Đến 17 tuổi, thánh Vinh Sơn đã được các giáo sư coi như ngang hàng với mình, tức là học mà ngang hàng giáo sư. Ngài phải quyết định hoặc là làm giáo sư tại Roma và lập gia đình, hoặc là theo đuổi lý tưởng tu dòng. Thánh nhân đã quyết định gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Đầy xúc cảm và hãnh diện, ngày 5 tháng 2 năm 1367, ông thân sinh đã dẫn Ngài tới cha vị trên dòng Đa Minh ở Valencia. Nhưng chưa được một năm, thân mẫu Ngài lại luyến tiếc tương lai rực sáng của con. Và đóng cửa tiệm buôn, thầy dạy thì cho học sinh nghỉ học. Thế là đi nơi nào mà Thánh Vinh Sơn đến giảng hay là đến để mà thăm viếng. Và để đi nghe giảng bất kể trời mưa hay là trời nắng. Thánh nhân nhiệt tâm nói về sự chết và hỏa ngục. Nhiều tiếng khóc than nức nở cắt ngang lời Ngài, khiến Ngài cũng phải khóc lóc. Đây thì giảng về sự sâu, cho nên nhiều người nghĩ rồi hối hận, ăn năn khóc lóc. Người ta nói rằng nhiều tội nhân đã nghe lời giảng của Ngài đã ngã chết vì đau đớn, rồi hiện về cho biết lòng thống hối đã làm cho họ đáng được hưởng nước thiên đàng. Chấm dứt bài giảng, thánh nhân tiếp tục ngồi tòa để phục sinh các tâm hồn, để kéo các linh hồn về với Chúa. Hay nói về sự chết và hỏa ngục, nhưng thánh nhân cũng thường dùng tính hài ước để sửa dạy các tâm hồn. Ngày nay người ta còn nhắc lại mấy câu chuyện của một phụ nữ đang đau buồn nhiều vì tính nóng nảy của chồng, không biết dẹp tính bếp xếp của mình. Thánh nhân đã khuyên nhủ nàng: đây là phương thế có thể sửa đổi tính nóng của chồng chị. Ra về, chị hãy xin thầy giữ cửa một bình kín ở giếng nhà dòng. Mỗi khi chồng về nhà, chị hãy uống một ngụm, nhưng đừng nuốt ngay và ngậm càng lâu càng tốt. Giữ mãi được chứ. Nước của Thánh Vinh Sơn, mỗi lần chồng mà nóng tính, ngậm nước đừng phun ra. Đấy. Và ngậm càng lâu càng tốt. Như vậy thì sẽ chữa trị được cái tính nóng nảy của chồng.
Một người trong cơn thù hằn đã không muốn tha thứ cho người thợ đóng giày. Thánh nhân bảo, hãy tha thứ cho chính mình. Ông đang gặm nhấm lòng mình vì không quan tâm đến linh hồn hư mất, trong khi vẫn ăn uống và phí phạm thời gian. Người đó đành thú nhận, vâng, tôi hiểu rằng ghen ghét như vậy là khùng. Đấy, nhiều người trong chúng ta không tha thứ cho nhau. Mùa chay, giáo hội kêu gọi ăn năn sám hối, mở lòng ra để tha thứ những thiếu sót, những lỗi lầm của anh em. Nhiều người thì không tha thứ, sống để bụng, chết mang đi, quyết tâm không tha. Thế mà lúc nào cũng xin Chúa tha cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con, đọc suốt ngày ít nhất là 5-6 lần. Đàn 417, Bá Tước miền Brentange mời thánh nhân tới đánh điệu của mình. Giữa cuộc tiếp rước long trọng, ngài đã yếu đuối khó đứng vững nổi, nhưng mỗi khi làm việc, một sinh lực ngài đã khiến ngài phải hăng hái hoạt động như hồi thiếu niên, tức là già yếu rồi, ngài mệt rồi, nhưng mà với sự hăng hái ngài đã vượt sức mạnh. Để rồi khi xong việc, sức lực ngài này tàn tạ yếu như cũ. Ròng rã 20 tháng như vậy, thánh nhân đã nỗ lực cải hóa ở miền Brenge và Normandie. Cuối cùng ngài đã trở về Valencia, nhưng tới Valencia ngài đã kiệt sức và qua đời vào ngày hôm nay, tức là ngày 5 tháng 4 năm 1419. Và dưới cánh đó để nói lên trong cái sách Khải Huyền, nói đến vị Thánh Vinh Sơn này là thiên thần mà sách Khải Huyền nói đến trong cái ngày mà Chúa đến lần thứ hai. Đấy, ông Thánh Vi Sơn sẽ xách ca táp đấy cho Chúa Giêsu để đến trần gian này xét xử trần gian, cho nên vào thiên thần trong sách Khải Huyền như vậy. Cho nên gọi những người nếu bình thường thì người ta yêu mến Thánh Vi Sơn, người ta bảo cái ông Thánh có cánh đấy. Bộ đồ đó, để cho nên hôm nay chúng ta đến với Thánh Vi Sơn để chúng ta chiêm ngưỡng một vị Thánh vĩ đại, một vị Thánh và người đời nói là hay là phép lạ Chúa ban cho ngài. Những ai có phận vụ của mình, chúng ta đã được Chúa trao phó, được Thánh Quan Thầy gửi gắm, chúng ta đón nhận cái trách nhiệm đó. Nếu như mà chúng ta được nhìn thấy cái phần thưởng cao quý thì ai cũng tranh cái phần vụ này. Để mà chúng ta đóng góp vào đây, chúng ta được lời đãi thế gian này đã đành rồi, được cái phần phúc thế gian này, nhưng mà đời sau chúng ta được lời đãi gấp trăm gấp ngàn lần. Mà chúng ta sống ở trần gian này được bao nhiêu năm, quá lắm 100 năm. 100 năm chúng ta cũng phải làm gì để mà có cái hành trang đời sau? Vậy thì bây giờ Thánh Vinh Sơn trao cho chúng ta cái trách nhiệm đó, để chúng ta là cái hành trang để chúng ta đưa về đời sau, coi như là cái đôi cánh để chúng ta chắc để bay tới Chúa. Anh em nào không nhận thì lãng phí cả cuộc đời. Đến lúc mà chúng ta thấy Thánh Vinh Sơn đến lần cuối cùng đi phán xét, chúng ta cảm thấy hối phận hận. Thân mến Thiên Chúa là đứng giàu lòng từ bi thương xót và là thẩm phán chí công chí minh. Trong ngày lễ kính thánh Vinh Sơn, bổn mạng của hội Vinh Sơn cũng như của những ai mang tên Thánh Vinh Sơn, chúng ta hãy xuất sáng dâng lên Chúa những ý nguyện sau đây. Thánh Vinh Sơn cống hiến cả cuộc đời linh mục, kêu gọi mọi người tôn vinh Thiên Chúa là đấng tự hữu, sáng tạo trời đất muôn vật và cầm quyền sinh tử mọi loài, là vua các vua, Chúa các chúa. Thánh Vinh Sơn hằng khuyên dạy người ta kính sợ Thiên Chúa là đấng suốt mọi cõi lòng, dù những sự kính nhiều nhất trong lòng người ta
Ngài cũng thấy, cũng biết hết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có lương tâm sợ tội, không dám nghĩ gì, nói gì và làm gì mất lòng Chúa. Xin Chúa nhận đời trong con. Thánh Vinh-xuân chính là thiên thần mới mà Thánh Gioan Tông đồ đã giới thiệu trong sách Khải Huyền. Ngài rao giảng lời Chúa như loa thần thúc giục người ta, chuẩn bị tâm hồn ra trước tòa Chúa phán xét trong ngày cánh chung. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thành thật nhân tôi nói mình để xin Chúa tha thứ. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lời Chúa, chúng con thành kính dâng lên Chúa tất cả tâm lòng của chúng con cùng với quỳ lạy trên bàn thờ. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết nói theo đời sống nhiệt thành thánh thiện của Thánh Vinh-xuân và thực hành những lời Ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
và ban cho chúng con biết lấy cả cuộc đời trên ta mọi kiếm thập giá Chúa Kitô mà chúng con đang tự hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc và Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng quay ra và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh vinh sơn giờ để giờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài. Chúa cùng cô hội thánh giờ lời trang dạy Chúa giáo huấn và giờ lời cầu khẩn điệp lòng Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn đáp ca chúc tụng Chúa rằng là nguồn mọi sự thanh khiết. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ngỡ thanh thần Chúa đánh hoa đường qua lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm nay trên cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, mọi giao ước mới và vinh cừu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mọi niềm đức tin. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa chiêm nghiệm và nhân dùng Chúa sống lại cho mọi vị Chúa đến. Chúc lành ban bình an cho tất cả thống đoàn chúng con và xin nhớ đến các ân nhân thân nhân những người giúp quay giúp tông trong hội những người còn sống được hồn an rất mạnh. Những người mà Chúa đã gọi đáp hỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhạc Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bà trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh chữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế đức người dạy chúng ta đang quyền rằng. Chúa con nguyện danh Chúa.
cũng đã được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho thánh lễ chúng con vừa hiệp thông giúp chúng con nuôi dưỡng đức tin chân thật. Đó là đức tin chúng con đã nhận lấy chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Sau thánh lễ chúng ta khấn thánh vinh sơn, và bây giờ xin quý cha quê hương cộng đoàn chúng ta an tọa. Đi lòng Phó Tấn, kế bên Phó Tấn và cứ đạo cầm cũng cầm cái tí trà trao xong. Phó Tấn rồi ông Phó Kỳ. Ông Phó Duyên. Ông Phó Thứ. Rồi ông Ký Từ. Ông Hữu. Mời ông Quyết. Rồi xin bà Quản Hoa. Cái này nhớ là 4 năm về trước thì như là cha ông Phê-rô Hoàn chỉ trao giấy rồi đúng không? Đấy, hôm nay đây có để thêm có cha quê hương. Và con cũng xin được chúc mừng đặc biệt đến ngày hôm nay Thánh Vinh Sơn. Cầu chúc Thánh Vinh Sơn luôn luôn làm nhiều phép lạ hơn nữa cho các hội quý ban ở trong hội Vinh Sơn. Xin Thánh Vinh Sơn là người tài ba tài đức, là một thánh giảng thuyết, và xin Thánh Vinh Sơn luôn đồng hành với hội và giúp hội luôn luôn thăng tiến trên con đường đạo đức. Con xin chúc mừng. Con xin kính mời hai cha an tọa. Con cũng xin giới thiệu hai vị đại diện cho họ Thánh Vinh Sơn. Con sẽ bó hoa tươi thắm nên chúc mừng hai cha. Và sau hai vị đại diện dâng bó hoa tươi thắm thì xin kính mời một vị đại diện cho hội nên cảm ơn hai cha và cảm ơn quý cộng đoàn. Cha quê hương, quý gì cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, con xin mượn lời Thánh Vịnh 117 để nói lên tâm tình của chúng con. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Vâng, khó có thể diễn tả được cảm xúc của chúng con trong ngày đại lễ hôm nay. Mặc dầu hội chúng con nhỏ bé, nhưng Chúa vẫn ấp ủ từng người chúng con trong trái tim yêu thương của Chúa. Qua sự chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn, Chúa đã ban dồi dào cho các thành viên trong hội chúng con, giúp chúng con cảm mến được sự ngọt ngào yêu thương của Chúa. Thật vậy, trong những ngày cuối của mùa chay, quý cha bận trăm công nghìn việc, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn, Chúa đã an bài để tất cả quý cha, quý chức, quý khách hôm nay tuần sát trên quý cha. Chúng con cảm ơn quý dì, quý chức ban hành giáo xứ, giáo giác, quý chức đại diện cho các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong tinh thần hiệp thông sâu sắc và yêu mến Thánh Vinh Sơn đã về dự thánh lễ hôm nay. Mừng lễ bổn mạng của hội chúng con tri ân công đức lòng quảng đại của các vị tiền nhân, các bậc ân thân nhân đã và đang giúp đỡ hội chúng con. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Vinh Sơn, xin Chúa trả công bồi hồng cho quý vị. Mừng lễ Thánh Bổn Mạng, ban điều hành của hội xin gửi lời chúc mừng ngày lễ tới mọi thành viên của hội. Xin Thánh Vinh Sơn cầu bầu cùng Chúa
ban muôn vàn ân huệ xuống cho hội nói chung và các thành viên cách đặc biệt. Cuối cùng, nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Vinh Sơn xuống muôn ơn lành trên quý cha và quý cộng đoàn. Xin hết.